quý cô bác tuổi Tân Sửu kính mến, trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý cô bác về tử vi tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 trong tháng 4 âm lịch năm Quý Mão 2023 để giúp cho quý cô bác đốn lành, lánh giữ có được một tháng nhiều may mắn vạn sự như ý, đại cát đại lợi kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Tuổi Tam Sửu sinh năm 1961 được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã dày công nghiên cứu dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh chỉ ra rằng đúng tháng 4 âm lịch năm Quý Mão 2023 tới đây, người tuổi Tân Sửu sẽ trải qua một tháng có nhiều biến động hung cắt đan xiên nếu như bạn mạnh cứ nghiêm túc cố gắng thì có thể sẽ tự tay cải biến được số mệnh của mình từ đó những dấu hiệu may mắn cũng sẽ đến những người tuổi tân sửu hiểu duyên xem được video này nên biết tận dụng để nắm bắt thời cơ để giải hung hóa cát mà chuyển thời đội vận cải biến vận mệnh đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Vậy vận trình cụ thể ra làm sao? Xin mời quý cô bác tuổi tân sửu cùng theo dõi lá số tử vi chi tiết của mình ngay sau đây nhé. Tổng quan tử vi tuổi tân sửu sinh năm 1961. Người tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, là tuổi con trâu, thuộc mệnh thổ, bích thượng thổ, nghĩa là đất trên vách. Cuộc đời của bản mệnh tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, vô cùng suôn sẻ, thuận lợi công danh sáng lạn, rộng mở, có thể đạt được địa vị cao, vào trung vận, đời sống của người tuổi này, có thể lên đến đỉnh cao. Nói chung là người tuổi Tân Sửu có cuộc sống sự nghiệp, danh vọng vô cùng tốt đẹp, công danh có nhiều bước tiến lớn vào trung vận, hậu vận gặp nhiều may mắn, an nhàn, thành thơi, mang đặc tính của đất người tuổi tân sửu thường trầm tĩnh và luôn hy vọng sẽ có được những thành tựu tốt đẹp nhờ vào nỗ lực của bản thân họ cũng có lý trí mạnh mẽ thường không làm hoặc không đảm nhận những việc ngoài khả năng của mình họ thận trọng và nghiêm túc trong công việc luôn tuân thủ theo kế hoạch đã đề ra người tuổi tân sửu cũng không giỏi trong giao tiếp và đôi khi cảm thấy cuộc sống thật cô độc đơn điệu họ là những người có cá tính và rất nghiêm túc ngoài việc coi trọng tính công bằng của sự phân chia lợi nhuận họ là những đối tác đáng tin cậy Xem tử vi tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961 tháng 4 âm lịch, năm Quý Mão 2023 cho thấy người tuổi Tân Sửu gặp được cục diện ngủ hành Tam hợp Tỵ Dậu Sửu che chở nên vận trình được dự báo có cát tinh trợ mệnh, được quý nhân hậu thuẫn, đi đâu cũng được người yêu kẻ mến. Bản tính trung thực và chăm chỉ cũng giúp bạn tự tạo ra cơ hội phát triển, gặt hái nhiều thành tựu đáng nể bằng chính đôi bàn tay của mình. Tháng 4 âm lịch năm 2023 này được coi là một tháng hứa hẹn nhiều điều bất ngờ với người tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961. Dù vẫn tồn tại những khó khăn nhất định, nhưng nhờ có sự ủng hộ của các khí nên tình hình không quá khó khăn, tuổi này vẫn đủ khả năng để xoay chuyển tình thế được. Công việc tiến triển tốt, môi trường làm việc hài hòa hơn, nhờ có người giúp đỡ, bạn có thể tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ của mình, hiệu quả công việc cũng nhờ thế mà tăng lên đáng kể đây chính là cơ hội để bản mệnh khẳng định năng lực của bản thân nếu có được giao trọng trách thì bạn cũng đừng nề hà mà hãy sẵn sàng đón nhận và chuẩn bị tốt cho mọi tình huống nhé tài chính vượng về thứ tài cũng không có gì phải lo lắng khi công việc phát triển ổn định mang tới cho bạn thu nhập đều đặn nếu bạn đang ấp ủ tham vọng gì thì tháng này có thể tiến hành được rồi đó bởi sẽ có người hỗ trợ nhiệt tình về vấn đề tiền bạc tuy nhiên bạn vẫn nên tính toán tới rủi ro có thể gặp phải đặc biệt là những cạnh tranh từ đối thủ về tình cảm, tháng này chuyện tình cảm có nhiều biến động, đa phần theo chiều hướng tích cực, với người độc thân, dù là nhân duyên mai mối hay tự nguyện, người tuổi tân sửu, sinh năm 1961, đều có những trải nghiệm tình yêu thú vị. Các cặp vợ chồng, nên bao dung và quan tâm hơn đến bạn đời của mình, đồng thời cần có sự sẻ chia công việc nhà và vấn đề nuôi dạy con cái, để gìn giữ hạnh phúc hôn nhân. Về sức khỏe không gặp phải trở ngại nào lớn, bạn chỉ cần chú ý dưỡng sinh, quan tâm hơn tới việc ăn uống và luyện tập thể thao đều đặn, sẽ không gặp phải bất cứ vấn đề nghiêm trọng nào. Tiếp theo, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý cô bác về tử vi chi tiết cho tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961 trong tháng 4 âm lịch năm Quý Mão 2023. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe Cụ thể hơn thông qua tử vi trong thời điểm này sẽ giúp cho quý cô bác tuổi Tân Sửu biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào so với trước đây. Liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay là không? Xin mời quý cô bác cùng theo dõi. Về mặt sự nghiệp, bước sang tháng Tư âm lịch năm Quý Mão 2023, xem tử vi cho thấy người tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961 được cục diện ngủ hành Tam hợp Tỵ Dậu Sửu trợ mệnh, cho nên trong tháng này vận trình công việc sự nghiệp có nhiều biến đổi theo chiều hướng tích cực vận quý nhân của bạn trong tháng khá vượng đi tới đâu làm gì cũng được người khác giúp đỡ người yêu kẻ mến điều này rất có lợi cho những người đang có ý định chuyển đổi công việc hay thay đổi môi trường mới với sự hậu thuẫn của quý nhân bạn sẽ nhanh chóng thích nghi và được tạo điều kiện phát triển môi trường làm việc hài hòa hơn nhờ có người giúp đỡ bạn có thể tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ của mình hiệu quả công việc cũng nhờ thế mà tăng lên đáng kể đây chính là cơ hội để bản mệnh tuổi tân sửu khẳng định năng lực của bản thân, nếu có được giao trọng trách thì cũng đừng nề hà, mà hãy chuẩn bị về tinh thần sẵn sàng đón nhận nhé. Trong tháng tư âm lịch này, cũng có ngũ quỷ hung tinh rình rập dù vẫn tồn tại những khó khăn nhất định, nhưng nhờ có sự ủng hộ của các tinh thiên đức nên tình hình không quá khó khăn, bản mệnh vẫn đủ khả năng để xoay chuyển tình thế. Người tuổi tân sửu với bản tính trung thực và chăm chỉ, cũng giúp bạn tự tạo ra cơ hội phát triển, gặt hái nhiều thành tựu đáng nể bằng chính đôi bàn tay của mình tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, vốn là người có sự quyết tâm và nỗ lực bền bỉ, càng khi đối diện với khó khăn, thách thức lại càng thêm mạnh mẽ, quyết đoán, nên làm việc dứt khoát, dễ thành công hơn người. Có điều, dù có được hậu thuẫn hay giành được nhiều thành tích vẻ vang đến đâu, bản mệnh tuổi Tân Sửu cũng nên giữ thái độ khiêm tốn, đừng ngạo mạn thái quá, kẻo dẫn tới các mối quan hệ xã giao bị hủy hoại, một phần là do gặp phải hung tinh, một phần là không có nguyệt lệnh ủng hộ, vì thế vẫn nên hành xử thận trọng, cần tắt vô ấy nấy. Bên cạnh đó, từ giữa tháng trở đi thời điểm vận khí thuận lợi hơn cả, bản mệnh tuổi Tân Sửu cần lên kế hoạch từ đầu tháng cho công việc của mình càng rõ ràng, cụ thể càng tốt, tránh để dồn ứ sẽ ảnh hưởng tới kết quả về sau. Về mặt tài vận, bước sang tháng Tư âm lịch, năm Quý Mão 2023 này, về phương diện tài lộc của người tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961 cũng có những khởi sắc nhất định nhờ có thiên tài trợ mệnh. Thứ tài có phần nhỉnh hơn, nguồn thu chính tài cũng không có gì phải lo lắng, khi công việc phát triển ổn định mang tới cho bản mệnh Tân Sửu có nguồn thu nhập đều đặn. Đối với người làm kinh doanh, buôn bán, tự thân vận động sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn, người làm công việc văn phòng, công chức viên chức thì công việc nghề tay trái, nghề phụ bên lề hay là kinh doanh buôn bán thêm cũng có khả quan. Mặc dù doanh thu chưa tăng vọt đạt mức kỳ vọng, song vẫn có dấu hiệu tăng tiến đáng để duy trì và phấn đấu. Nếu bạn đang ấp ủ tham vọng gì thì tháng này có thể tiến hành được rồi, bởi sẽ có quý nhân hỗ trợ, bạn bè giúp đỡ nhiệt tình về vấn đề tiền bạc. Tuy nhiên bạn vẫn nên tính toán tới rủi ro có thể gặp phải, đặc biệt là những cạnh tranh từ đối thủ. Tháng này dù có vận khí tốt cũng có cắt tinh trợ mệnh, nhưng không được Nguyệt lệnh Lâm ủng hộ, lại thêm cả hung tinh ngũ quỷ tác động, ý chỉ tài lộc tuy có vượng nhưng việc chi tiêu cũng nhiều và tốn kém, vật giá leo thăng, nhiều chi phí tăng cao khiến bạn dù kiếm được tiền đấy nhưng chỉ dùng không ít, coi như không tích lũy được nhiều. Bạn cần hết sức lưu ý vấn đề này. Trong tháng này, người tuổi Tân Sửu nếu có cơ hội đầu tư, bạn cần tìm hiểu rõ thông tin, dù chấp nhận rủi ro nhưng vẫn nên thận trọng trong hợp đồng để tránh các xung đột về tài chính không đáng có. Dù có là việc mình quen tay nhưng hành sự cũng cần phải thận trọng sẽ giúp bạn tránh được những sai lầm và thất bại không đáng có. Về mặt tình cảm. Bước sang tháng tư âm lịch năm Quý Mão 2023 này, chuyện tình cảm của người tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, có nhiều biến động, nhưng đa phần theo chiều hướng tích cực. Đặc biệt là, đối với người độc thân, dù là nhân duyên mai mối hay tự nguyện, người tuổi này đều có những trải nghiệm tình yêu thú vị. Vận trình tình cảm lứa đôi đi vào giai đoạn ổn định hơn trước, đôi bên đã chịu dành thời gian sẻ chia, quan tâm đến cảm xúc của nhau, đôi khi cũng vì áp lực từ công việc, cuộc sống ngũ quỹ hung tinh xuất hiện, mang theo sự áp lực, bí bách ý kiến hai bạn dễ này sinh cãi vã, bất đồng quan điểm sống. Nhưng nếu cả hai biết sẻ chia, và cùng gánh vác trách nhiệm gia đình, mọi chuyện sẽ chuyển hướng tốt đẹp. Các cặp vợ chồng nên bao dung và quan tâm hơn đến bạn đời của mình, đồng thời cần có sự sẻ chia công việc nhà, và vấn đề nuôi dạy con cái, để gìn giữ hạnh phúc hôn nhân gia đình nhé. Về mặt sức khỏe, Bước sang tháng tư âm lịch, báo tin mừng là sức khỏe của tuổi tân sửu, sinh năm 1961, không gặp phải trở ngại nào lớn, một phần vì tinh thần bản mệnh phấn chấn, suy nghĩ tích cực nên sức khỏe cũng được đảm bảo. Tuy nhiên, nguyệt lệnh lâm suy báo hiệu, sức khỏe của bản mệnh vẫn có thể giảm sút do yếu tố khách quan, như ảnh hưởng môi trường thời tiết, bạn chỉ cần chú ý dưỡng sinh, quan tâm tới chế độ ăn uống và luyện tập thể thao đều đặn, sẽ không có bất cứ vấn đề nghiêm trọng nào xảy ra bản mệnh tuổi tân sửu nên duy trì lối sống lành mạnh, chính là chìa khóa để cơ thể khỏe mạnh và sống trường thọ. Lưu ý trong tháng có ngũ quỷ hung tinh hoành hành việc đi lại, lái xe nên cẩn thận, kẻo gặp sự cố, hoặc chính mình gây ra tai nạn, bản mệnh không nên chủ quan, những mối quy hại ở xung quanh do tác động bởi các yếu tố khách quan có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tiếp theo là phần luận giải tử vi vượng vận cho quý cô bác tuổi tân sửu theo 10 ngày trong tháng tư âm lịch. Tử vi 10 ngày đầu tháng âm lịch, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 10 tháng 4 âm lịch, năm quý mão 2023. Vận trình hung cát đan sen, sự nghiệp của người tuổi tuổi tân sửu trong 10 ngày đầu tháng tư âm lịch này, dù được giao cho công việc quen thuộc đi nữa, bản mệnh cũng chớ nên chủ quan, kẻo sự cố có thể xảy ra bất cứ mức nào. Tốt nhất là quý cô bác nên tìm ra hướng đi mới cho sự nghiệp, không nên mãi đi theo một lối mòn về phương diện tài lộc của con giáp này khá yên ắng có lẽ quý cô bác nên xem lại các kế hoạch đầu tư kinh doanh để nhanh chóng phát hiện ra những điểm bất hợp lý và sửa chữa nếu cứ tiếp tục đưa ra các quyết định sai lầm bản mệnh sẽ phải chịu thất bại thất thoát tiền của thêm mà thôi về tình cảm người độc thân vốn có nhân duyên khá tốt các mối quan hệ của quý cô bác phát triển một cách hài hòa nếu quý cô bác chịu mở lòng hơn với mọi người và có cách nhìn nhận người chính xác thì hoàn toàn có cơ hội tìm được người phù hợp Thực ra trên thực tế văn hóa và cách nhìn của người Việt Nam nói riêng, đã đến tuổi lên ông, lên bà rồi, thì còn tính gì tới chuyện vợ chồng cho bản thân mình nữa. Tuy nhiên, văn hóa Việt cũng có câu, con chăm cha không bằng bà chăm ông, chỗ dựa về tinh thần là vô cùng quan trọng, và quý cô bác xứng đáng có được sự hạnh phúc và sự sẻ chia của riêng mình. Còn đối với các cặp đôi, bản mệnh có thể tìm cách hâm nóng cảm xúc với nửa kia, đôi khi chỉ bằng những hành động giúp đỡ nhỏ nhặt, hay những lời nói ngọt ngào rất thường ngày, đơn giản thôi, nhưng có thể khiến người ấy nhận ra cảm xúc chân thành của quý cô bác nhé thời điểm vàng trong tháng là 3 ngày sát ngày mùng 10 âm lịch. Hướng may mắn là hướng đông nam và hướng tránh đông, kết hợp với tuổi quý nhân là tuổi tỵ tuổi dậu, chắc chắn thành công. Con số phát tài 67, 93 và 12. Tử vi 10 ngày giữa tháng âm lịch, từ ngày mùng 10 đến ngày 20 tháng 4 âm lịch. Người tuổi tân tìm ra cách vươn lên, tử vi cho thấy dù đầu tháng có mâu thuẫn với lãnh đạo, sau cuối cùng thì quý cô bác đã dùng hành động để chứng minh bản thân, khiến mọi người phải nhìn nhận bằng ánh mắt khác xưa, phương diện tài lộc có dấu hiệu khởi sắc với những người làm ăn kinh doanh cần nắm chắc cơ hội thì mới có thể cải thiện được cuộc sống của mình còn nếu cứ trần trừ do dự mình sẽ bị đối thủ cạnh tranh vượt qua khiến công việc mãi dậm chân tại chỗ sao dịch mã chiếu mệnh khuyên những người vướng phải khó khăn nên suy nghĩ tích cực hơn và không nên ngại gian khổ nhất thời hiện tại quý cô bác càng cố gắng bao nhiêu thì tương lai sẽ càng thêm được kết quả rực rỡ bấy nhiêu truyền tình cảm có dấu hiệu tích cực, quan trọng là con giáp này phải biết chủ động hơn trong mối quan hệ vợ chồng, quý cô bác nên chủ động trò chuyện và tâm sự chia sẻ với người ấy, có như vậy thì khúc mắc nào cũng sẽ được hóa giải, yêu thương càng thêm gắn kết. Thời điểm vàng trong tháng là 2 ngày, sau ngày 15 âm lịch. Hướng may mắn là hướng Tây Nam và chính Tây, kết hợp với tuổi quý nhân là tuổi Tý, tuổi Tỵ chắc chắn thành công. Con số phát tài là 78, 53 và 60 tử vi 10 ngày cuối tháng tư âm lịch từ ngày 20 đến 30 âm lịch. Người tuổi tân sửu được cắt tinh tử vi và giải thần xuất hiện, vận trình suôn sẻ hơn hẳn, quý cô bác sẽ đón nhận nhiều điều bất ngờ đang chờ đợi mình ở phía trước, từ công việc đến tận ách, tai ương, đều được giải trừ tai họa, bình an vô sự. Công việc may mắn hơn người, có cắt tinh trợ lực, nên bản mệnh làm gì cũng tự tin, đàng hoàng, chẳng lo lắng bất cứ điều gì trong thời gian này, bản mệnh cũng xử lý ổn thỏa mọi vấn đề tồn động, nhờ thế được cấp trên tin tưởng giao phó nhiều nhiệm vụ quan trọng, mọi việc khiến cho quý cô bác đau đầu sẽ được giải quyết sớm ngay trong 10 ngày cuối tháng này. Tài lộc được hanh thông, vượng phát, con giáp này tự làm chủ tài chính của mình, trong 10 ngày cuối của tháng, và không cần dựa dẫm vào ai khác, quý cô bác có lộc buôn bán, nên cứ mạnh dạn tiến hành. Xem ngày tốt khai trương, hoặc nhập hàng mới, tuổi tân sửu có nhiều khoản thu, dù bản mệnh làm nghề gì cũng có lộc, chỉ cần chăm chỉ là có tiền. Truyền tình cảm êm đẹp, xuân sẻ, bản mệnh là người lương thiện, ôn hòa, sẽ bỏ qua lỗi lầm cho người khác, tình duyên khá, êm ái, không có biến động lớn, bản mệnh biết cách làm cho nửa kia cảm thấy tin tưởng. Thời điểm vàng trong tháng là từ ngày 22 âm lịch trở ra 2 ngày. Hướng may mắn là hướng đông nam, và đông bắc kết hợp với tuổi quý nhân là tuổi dậu, tuổi Tý, chắc chắn thành công con số phát tài 67 42 và 81. Vâng, quý cô bác kính mến, vừa rồi là tử vi tháng 4 âm lịch năm Quý Mão 2023 của tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961. Hy vọng quý cô bác sẽ có được cho mình những thông tin hữu ích về tử vi tháng 4 âm lịch năm 2023 này. Quý cô bác đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được nhiều thông tin hữu ích từ chúng tôi nhé. Trước khi khép lại chương trình, Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn và kính chúc quý cô bác tháng mới luôn mạnh khỏe, may mắn, bình an, bứt phá về tài lộc, giàu sang, phú quý. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.